你杀了我的猪哥哥！cô lấy giết Trương Kaka của tôi. 我没有。Tôi không có. 还说没有。Cô còn chối hay sao? 我亲眼看见的。tôi đã nhìn thấy. Cô lấy kiếm đâm vào người quân ấy. Chẳng lẽ quân ấy còn sống nổi sao? 我真的没有伤害他。Tôi thật sự không làm hại quân ấy. 他现在应该没事。Quân ấy sẽ không sao đâu. Cô gạt tôi. 我怎么会？Tại sao tôi phải gạt cô? 他是你的朋友。Quân ấy là bạn của cô. 我不会。Tôi không làm hại quân ấy đâu. 我不会。Tôi không làm cho cô đau lòng đâu. 是真的吗？Cô nói thật sao?Đã thương một người, tất nhiên phải làm như vậy. Không đúng sao? Phía trước khủng khiếp lắm. Chúng ta bắt đầu từ chỗ này. Thôi được, phía trước khủng khiếp quá. Có gì đâu mà khủng khiếp. Chúng ta bắt đầu từ chỗ này. Được, được. Đi, đi, đi. Làm phiền cậu. Thế là hết. Quỳnh nhớ đó nha. Phía trước là tuyến cảnh giới. Phía trước là vùng nguy hiểm. Bắt đầu hành động. Chuẩn bị bắn. Hình như tầm ngắm thiếu chính xác. Qua phải, không đúng, không đúng. Qua trái, qua trái. Qua phải, qua phải. Qua trái, qua trái. Qua phải. Dừng lại. Cỡ này là đúng rồi. Được. Lắp đạn dược. Chuẩn bị chiến đấu. 3, 2, 1, bắn. Tại sao lại như vậy? Không sao, chúng ta thử lại một lần. Được. 1, 2, 3, bắn. 1, 2, 3, bắn. 1, 2, 3, bắn. 1, 2, 1, 2. Nghiêm. Quỳnh trước đi. Được. Bắt đầu. Đến lượt tôi. Mẹ ơi, tại sao lại như vậy? Tôi cũng không biết. Chúng ta phải tự tin hơn. Nhất định sẽ có cách. Cách gì vậy? Có cách. Chúng ta có thể làm theo lũ chuột đào hang. Hay lắm, hay lắm. Chuẩn bị xong chưa? Tôi sẵn sàng rồi. Thành bại phải nhờ ván này. Hành động. Một, hai, ba, xoay. Đào. Tôi đào được cái gì vậy? Không sao, chúng ta đào tiếp đi. Đào. Hình như tôi chạm vào bức tường sắt. Phải, chính là tường đồng. Vách sắt. Nữ nhiều quốc đề phòng quá nghiêm ngặt. Tôi không đào được nữa. Không sao, chúng ta cố gắng đào sâu xuống. Đào. Được. Đào lâu như vậy vẫn chưa có kết quả gì. Tôi nghĩ hãy bỏ cuộc đi. Quỳnh đệ, kiên trì. Kiên trì là thắng lợi. Tôi mỏi lắm rồi. Tôi mỏi lắm rồi. Đào, đào, đào. Tôi mỏi lắm rồi. Tôi gần như đã kiệt sức. Không được. Chúng ta nhất định có thể đào xuyên qua được. Đào. Đợi đã. Là gì vậy?
là một đốm màu đỏ. Tôi nghĩ chúng ta đến nơi rồi. Tại sao lại nóng quá vậy? Chúng ta đào tới địa tâm quả rồi. Thoát mau, chắc tôi chết thiêu mất. Thoát mau, chết thiêu rồi, chết thiêu rồi. Xém chút thành heo quay luôn. Không sao đâu, đừng nản lòng. Tôi dám tin chắc chúng ta đủ khả năng xông vào ải mỹ nhân. Không thể nào, ải mỹ nhân quá lợi hại, chúng ta không xông qua được đâu. Quỳnh nói gì vậy? Tôi cho Quỳnh hay. Tôi đã có một cách hay rồi. Quỳnh chỉ biết nói đại thôi. Quỳnh nói ai nói đại đi. Tôi đưa ra toàn là ý kiến hay. Nếu là ý kiến hay, sao tôi thành heo quay? Ý kiến hay, ý kiến hay, ý kiến hay. Đau quá. Nhìn thấy không? Quỳnh thấy tấm gương nhỏ bên đó không? Để chúng ta lấy vải trắng che nó lại. Liệu nó có thể soi trúng người ta không? Không, chính xác. Do đó chỉ cần chúng ta lấy miếng vải như vậy xem như là xong. Đúng vậy. Quỳnh nghĩ miếng này có được không? Không được đâu. Xem tôi nè. Miếng này sẽ làm được. Tôi nói Quỳnh nói đại có sai đâu. Miếng vải nhỏ như vậy sao che hết tấm gương đó được? Quỳnh đừng xem thường nó. Tuy bây giờ nó nhỏ nhưng lát nữa nó sẽ trở thành miếng vải che trời. Tôi không tin. Quỳnh không tin nè. Nhìn kỹ nha. Nó lớn ra rồi. Nó lớn ra rồi. Lớn ra rồi. Lớn ra rồi. Chúng ta đi qua. Đợi đã, chuyện gì vậy? Tôi cho Quỳnh hay. Tấm gương đó vẫn còn lợi hại lắm. Cho nên tôi nghĩ chúng ta vẫn phải cẩn thận thì hơn, đúng không? Nhảy rồi kìa. Tôi nghĩ không vấn đề gì đâu. Tôi đã nói mà, chỉ có một tấm gương mà đòi cản bước cả hồ tinh này. Không có cửa đâu. Lão trừ tôi có dịp được vượt qua ải mỹ nhân rồi. Đi, đi. Vậy là đi được chứ gì. Đi. Lão trừ tôi có thể vượt qua ải mỹ nhân rồi. Đi. Tấm gương kia muốn cản bước cả hồ tinh tôi à. Không có cửa đâu. Đi. Đợi đã. Tại sao con cốc này lại biến thành đá vậy? Bộ huynh biến thành tượng đá rồi sao? Hình như là chưa. Huynh làm tôi hết hồn. Sao mông của tôi không còn cảm giác vậy? Huynh sao vậy? Sao mông của Quỳnh cứng quá vậy? Mông của Quỳnh đã biến thành đá rồi. Phen này chết rồi. Tôi đã biết lỗi. Tôi cố tình tha chết cho Trương Bát Giới. Tôi biết không thể qua mặt đại trưởng lão được. Cô dám làm dám chịu, nhưng không biết sửa đổi. Thú thật là tôi không biết nên nói với cô thế nào. Tôi, nếu Tiết Tảo không phải là bạn tôi đã giết hắn rồi. Đừng giải thích nữa. Tại kết quả sẽ như nhau. Cô không giết hắn, không đồng nghĩa với việc hắn được thoát chết. Giả lại, hắn sẽ chết thê thảm hơn. Tại sao vậy? Một khi người đàn ông nào nhìn thấy mặt người đàn bà sống trong nữ nhi quốc đều mắc bệnh tương tư, chịu nỗi khổ nhớ nhung, chỉ được 7 lần 7, 49 ngày, họ sẽ chết vì đột tử. Tại vì trong người chúng ta có ma lực làm cho đàn ông siêu lòng. Nói như cô vậy, Trương ca ca đã gặp nguy hiểm rồi. Quỳnh ấy có thể chết bất cứ lúc nào. Phải. Thứ ma lực làm cho đàn ông phải siêu lòng ấy đến từ đâu vậy? Chỉ giỏi làm hại người ta thôi. Chúng tôi sinh ra đã có rồi, cho nên chúng tôi mới có ải mỹ nhân để giữ chân bọn đàn ông. Cô đừng nói nữa. Bây giờ cô mau theo tôi đi cứu Trương ca ca đi. Tôi không thể đi. Giả lại, tôi không thể cứu huynh ấy được. Tại sao vậy?
Tại vì tôi bị huynh ấy truyền dương khí cho tôi, cho nên công lực giảm sút. Tôi cần phải lập tức bế quan tu dưỡng. Hay là cô đi trước, chờ khi nào tôi hồi phục, tôi sẽ đi cứu cô. Được. Huynh xem, đám mây đó đẹp quá, có giống lá ngọc canh giang không? Nói bậy, nó giống y như hồng mai ngạo tuyết trong thâm tâm tôi vậy. Huynh qua mắt rồi, rõ ràng là lá ngọc canh giang, là hồng mai ngạo tuyết. Cho dù người mù cũng nhận ra, bởi cô ấy rất xinh đẹp. Lá ngọc canh vàng cô thật là xinh đẹp, thật là dễ thương. Tôi ước gì ngày nào cũng được gặp cô, giờ nào cũng được gặp cô, giây phút nào cũng được gặp cô. Tôi yêu cô đến nỗi điên lên. Hồng mai ngạo tuyết, cô biết không, cô quá xinh đẹp, cô dễ thương lắm. Tôi ước gì ngày nào cũng được gặp cô, giờ nào cũng được gặp cô, giây phút nào cũng được gặp cô. Tôi yêu cô đến nỗi điên luôn. Tôi yêu cô đến nỗi điên luôn. Quỳnh sao vậy? Sao bắt chước người ta? Quỳnh là cáp mô tinh chứ đâu phải là con két. Ai bắt chước Quỳnh? Trong lòng tôi nghĩ vậy mà. Thôi đi, chứng tỏ chúng ta anh hùng có cách nhìn như nhau. Chú ca ca, Trư ca ca, Trư ca ca, Quỳnh đang xem gì vậy? Cấp mô tình, Quỳnh đang xem gì vậy? Đáng ghét. Đừng quấy lại tôi. Tôi đang xem hồng mai ngạo tuyết trong thâm tâm của tôi. Nói bậy, rõ ràng là lá ngọc canh vàng. Làm gì có hồng mai ngạo tuyết hay là lá ngọc canh vàng? Sao lại không? Tại cô không nhìn thấy tôi, cô ấy ở trong lòng tôi. Trư ca ca, Quỳnh đừng nhìn nữa. Thật ra chẳng có gì. Nói bậy, rõ ràng là lá ngọc canh vàng đã ở trên trời. Không đúng, không đúng. Quỷ đang ở nữ nhiên quốc đó. Đúng vậy, lá ngọc canh vàng đã ở nữ nhiên quốc. Tôi phải đến nữ nhiên quốc. Quỳnh đừng đi, Quỳnh không qua được ải mỹ nhân đâu. Tôi phải đi, tôi phải đi. Nếu không tôi sẽ chết mất. Trư ca ca, Quỳnh không đi được đâu. Tôi xin cô cho tôi gặp cô ấy. Nếu tôi không gặp cô ấy, tôi thấy xót xa lắm. Trong lòng tôi toàn là hình bóng của cô ấy. Trong mắt tôi toàn là hình bóng của cô ấy. Trư ca ca, Quỳnh có thể nghĩ chuyện khác. Như vậy sao hết nhớ lá ngọc canh vàng? Nghĩ cái gì? Có cái gì cho tôi nghĩ đâu. Ví dụ như Quỳnh nghĩ xem tối nay thích ăn món gì. Trong đầu tôi toàn là hình bóng của cô ấy, cho nên không muốn ăn gì cả, không thèm ăn gì cả. Nhưng tối nay ăn toàn là những món mà Quỳnh thích nhất. Có gà quay, vịt quay, cá nướng, còn có mành thầu, bánh tổ. Đều là những món Quỳnh thích ăn. Bụi đi lấy cho Quỳnh ăn nha. Cấp mô tinh, Quỳnh giúp tôi xem chừng Trư ca ca. Tôi đi lấy thức ăn cho cấp Quỳnh. Đi mau đi mau. Tôi phải ăn nhiều món ngon. Tôi phải ăn nhiều món ngon. Tôi ăn bánh bao, tôi ăn mành thầu, tôi ăn chuối nữa. Cho tôi ăn đủ các món. Tôi ăn đủ các món. Trư ca ca, Trư ca ca, ăn được rồi, ăn được rồi. Quỳnh xem, toàn là những món Quỳnh thích. Nếu không đủ, muội đi lấy thêm cho Quỳnh. Quỳnh xem, mành thầu thơm phức, trắng quá, mịn quá, lá ngọc canh vàng. Tôi không ăn thịt cô đâu. Nếu không sau này tôi không nhìn thấy cô nữa. Đây là mành thầu, không phải lá ngọc canh vàng. Lá ngọc canh vàng, cô có nhớ tôi không? Cấp mô, sao Quỳnh không bị ảnh hưởng vậy? Ai nói tôi không bị ảnh hưởng? Tôi nghiêm trọng hơn Quỳnh ấy nhiều. Quỳnh ấy mới bị lần đầu thôi, tôi cho cô hay. Ngày xưa tôi vừa gặp hồng mai ngạo tuyết, tôi đã biến thành tảng đá rồi. Bây giờ Quỳnh ấy chưa sao đâu. Mai mốt càng lợi hại hơn. Sẽ bị sao? Cứ từ từ, đừng nôn nóng. Tôi chịu hết nổi rồi. Tôi phải đi thăm lá ngọc canh vàng. Tôi phải đi thăm lá ngọc canh vàng. Cô thấy chưa? Là như vậy đó. Chưa ca ca. Quỳnh đệ, Quỳnh giống y như tôi hồi còn trẻ vậy. Quá giống, có thể nói y như một khuôn đúc ra. Yên tâm đi, lát nữa Quỳnh sẽ biến thành tượng đá cho mà coi. Quỳnh đệ, bảo trọng. Trư ca ca, Trư ca ca, Trư ca ca, bộ không cho Quỳnh chết đâu. Bộ sẽ cho Quỳnh gặp lá ngọc canh vàng.
Thật sao? Thiên Tạo, tôi hứa với cô, tôi có thể làm bất cứ chuyện gì. Cứ tôi lấy cô cũng được, thậm chí tôi lấy cô cũng vậy. Cô nói đi, cách gì vậy? Chuyện đó có khó gì, trừ khi huynh biến thành đàn bà. Thật sao? Tất nhiên mọi chuyện sẽ ổn. Chuyện đó có khó khăn gì đâu. Tôi biến thành đàn bà rồi. Vậy là tôi có thể vào ải mỹ nhân rồi. Thôi, biến thành đàn bà có khó gì đâu. Tôi cũng có thể làm được. Tôi có thể biến thành đàn bà xinh đẹp hơn huynh nhiều. Thiệt tạo tôi cho cô hay, vô dụng thôi. Ý tôi nói phải biến thành đàn bà thật sự, cô biết không? Lần trước tôi cũng như vậy, tôi cũng biến thành đàn bà như huynh ấy. Nhưng sau khi bước chân vào đó, tôi đã biến thành một tảng đá lớn. Có đàn ông không làm, đòi làm đàn bà làm gì? Tôi không muốn làm đàn bà đâu. Nhưng tôi không làm vậy, không thể gặp được lá ngọc canh vàng. Thà tôi biến thành tảng đá còn hơn. Được, tôi có cách. Cấp mô tinh, huynh giúp tôi một tay nha. Làm gì? Phụ tôi trói huynh ấy lại. Được. Làm gì vậy? Bớ người ta. Trói xong rồi. Được. Bây giờ huynh giúp tôi xem chừng huynh ấy. Đừng cho huynh ấy đi đâu cả. Còn tôi về thiên đình lấy đồ. Lúc tôi trở về, nếu huynh ấy biến thành tảng đá, tôi không tha cho huynh đâu. Xin lỗi, cô cho tôi hỏi, cô trở về thiên đình làm gì? Tôi trở về thiên đình lấy một thứ có thể giúp huynh ấy biến thành đàn bà. Huynh ấy có thể biến thành đàn bà, tôi cũng phải biến thành người đàn bà xinh đẹp. Biến cái đầu huynh. Biến thái. Tạm biệt. Biến thái. Tôi không có. Tôi chỉ muốn biến thành người đàn bà xinh đẹp thôi. Cô làm gì vậy? Đây là vong tình đơn à? Đúng vậy. Tôi muốn lấy cho Thiết Tạo, cho Trương Bát Giới uống. Tại vì huynh ấy uống vào sẽ không còn nhớ tôi nữa. Huynh ấy mà quên tôi, huynh ấy sẽ không chết. Tạm thời tôi không nói tiên đan chưa luyện xong. Cho dù là luyện xong cũng chưa đến lượt hắn đâu. Chẳng lẽ cô thấy chết không cứu sao? Chỉ có thể trách hắn tự tìm con đường chết thôi. Tôi có mời hắn đến nữ nhi quốc chúng ta đâu. Đúng là lỗi của huynh ấy, nhưng không đáng tội chết. Không phải tôi nhẫn tâm, mà tôi không thể cho được. Vong tình đơn này do lão thái hậu kêu tôi luyện. Giả lại tôi đã luyện suốt 30 năm để cho hắn uống. Tôi biết ăn nói sao với lão thái hậu đây. Lão thái hậu uống vong tình đơn làm gì? Bảy đã lớn tuổi rồi. Chẳng lẽ bảy muốn quên ai sao? Tôi chỉ phụng mệnh hành sự thôi. Những chuyện còn lại tôi không dám hỏi. Bây giờ cô còn tâm trạng xen vào chuyện của người ta sao? Mau chuẩn bị bế quan tu luyện đi. Muội thắng rồi. Chơi tiếp. Thăng cấp nhị tẩu. Hai cô chơi vui quá vậy. Đồ lẳng lơ. Hồ ly tinh. Vậy là sao? Sao các cô chửi tôi vậy? Cũng làm gì đây? Tôi đến đây hỏi các cô cho mượn một món báu vật. Dùng xong sẽ trả cho các cô ngay. Thôi được. Đừng học. Đừng nằm mơ. Các cô sao vậy? Xưa nay tôi hỏi các cô mượn báu vật, các cô có từ chối tôi đâu. Ngày xưa là ngày xưa, bây giờ là bây giờ. Không như nhau đâu. Có gì mà không như nhau? Ngày xưa là chồng của chúng tôi, còn bây giờ thì chưa chắc. Phải, nay mai sẽ không còn nữa. Cấp hành nhị tướng, họ là của các cô chứ đâu. Còn A đầu kia, cô đừng giả vờ nữa. Cô mau về nhà xem sẽ hiểu. Lắc đi. Ta đặt tay. Được. Mau lên. Ê
Thiên Tảo rốt cuộc cũng về rồi. Thiên Tảo rốt cuộc cũng về rồi. Ta trước. Đẩy trước. Đừng đánh nhau nữa. Cốc Quỳnh làm gì vậy? Thiên Tảo rốt cuộc cô đã về rồi. Tôi chờ cô lâu lắm rồi. Thiên Tảo công chúa, cô đừng nghe hắn nói bậy. Thật ra tôi mới là người thật lòng yêu cô. Cốc Quỳnh nói vậy là sao? Thiên Tảo, tôi nhớ cô lắm. Thiên Tảo, thật ra tôi càng nhớ cô nhiều hơn. Hèn gì hành cấp nhị tẩu ghen cũng phải. Tại họ ghen bậy. Chuyện này liên quan gì đến tôi? Ai thương hai tên ngu ngốc này? Thiên Tảo, cô xinh đẹp hơn trước khi nhiều. Thiên Tảo, cô đừng tin hắn nói dối. Cô vốn xinh đẹp từ lâu rồi. Không, ta nói Thiên Tảo xinh đẹp hơn xưa. Ta nói có sai đâu. Đệ vốn không đủ tư cách đeo đuổi Thiên Tảo. Bởi đệ không biết lời ngon tiếng ngọt. Thôi đi, đệ không giả dối như huynh đâu. Chỉ biết dùng lời ngon tiếng ngọt để lừa Thiên Tảo. Còn đệ bằng tấm lòng chân thật. Cấp huynh đi nha. Đừng nổi điên ngay trước mặt tôi nữa. Hành cấp nhị tẩu đang nổi giận đó. Cấp huynh nên cẩn thận thì hơn. Cô gặp hai người đàn bà hung dữ đó. Phải, lẽ ra tôi muốn vào kho báu để mượn một món báu vật. Nào ngờ họ không cho tôi mượn. Lỗi vô các huynh cả. Thiên Tảo, hãy chấm mắt mà xem. Tao quay lại ngay. Ta ăn rồi. Đặt đi, mau lên. Được rồi, mở đi, mũi thắng rồi. Ta lật tài, ta lật xỉu. Lắc đi. Họ Hành kia, ngươi dám đánh ta? Bộ ngươi điên rồi sao? Không chỉ riêng nàng, ai đụng chạm Thiên Tảo ta sẽ không tha cho đâu. Cáp cáp, ngươi điên rồi sao? Có tin ta đánh ngươi không? Ta điên rồi. Ta điên vì Thiên Tảo. Ta cho các người hay. Ta vì Thiên Tảo, ta có thể lấy mạng các người. Ngươi nói mau, chìa khóa cho ai giữ? Ta không cho ngươi biết. Ngươi là tên phá của. Ta không cho ngươi biết đâu. Bà xã, rốt cuộc chìa khóa đó ở đâu? Xéo đi. Nói mau, ta thà chết cũng không nói. Ta thà chết cũng không nói. Khám xét. Dừng tay. Ta tìm được rồi. Trả cho đệ mau. Trả cho ta. Trả cho đệ. Đại Hành, chuyện gì vậy? Xưa nay tình huynh đệ của chúng ta rất thân. Đúng vậy. Cho nên là chìa khóa thật sao? Chứ còn gì nữa? Đại Hành, huynh cho đệ mượn chìa khóa nha. Không cho. Đại Hành, chỉ xem một cái thôi. Một cái thôi. Một cái thôi. Một cái thôi. Cầm lấy. Nhìn xem. Là chìa khóa thật đó. Đại Hành, huynh xem. Có gì đâu. Khi không để kêu ta xem gì vậy? Đợi đã. Thiên Tảo, chìa khóa kho báu nè. Giờ tôi lấy được đó. Cảm ơn. Thiên Tảo, cho chúng tôi đi theo nha. Con Quỳnh đi theo tôi làm gì? Từ nay tôi sẽ đi theo cô. Cô đi đâu tôi theo đó. Cho dù cô có đến chân trời góc bể, tôi cũng theo sát cô. Các huynh đừng đi theo tôi. Không có cô, tôi ăn không ngon ngủ không yên. Thiên Tảo à, không có cô, tôi sẽ nổi điên đó. Phải. Thôi được. Tạm thời các huynh đừng đi theo tôi. Chờ tôi làm xong công việc rồi tính. Tạm biệt nhé. Thôi được, tôi về tôi dọn hành trang. Gặp nhau tại Nam Thiên Môn. Tôi phải đi theo. Thiên Tảo đồ lắm lên. Cô giỏi thật đó. Tại sao hai tên đó lại bị cô mê hoặc đến nổi điên lên vậy? Đồ lắm lên, hồ ly tinh. Còn nhỏ đã hư như vậy rồi. Chỉ giỏi dụ dỗ đàn ông. Sau này sẽ ghê gớm đến chừng nào.
Thành cấp nhị tẩu, nên trách các cô thường ngày quá thô bạo. Các cô nói đi, cả thiên đình này có ai không biết Thành cấp nhị tẩu hành hạ chồng đâu? Như sói như hổ, sư tử Hà Đông, tất cả đều do các cô gây ra cả. Tên A Đồng cuối kia, cô dám nói chúng tôi như vậy, chúng tôi thề không tha cho cô đâu. Tôi sẽ kiện lên lão thái hậu, phải cáo ngũ trạng cho cô biết tay. Các cô nói tiếp đi, tôi xin phép. Đứng lại, nhị cấp, liệu Thế Tảo có gạt chúng ta không? Tại sao chưa thấy cô ấy đến vậy? Thật ra ngoài Nam Thiên Môn ra đâu còn ngõ thứ hai. Ai vậy? Họ Hành kia, bây giờ ta đếm 3 tiếng, nếu người còn dám đứng ngay trước mặt ta, ta thề đánh gãy chân chó của người. Chân chó, 1, 2, 2, 3. Cáp cáp, còn ngài thì sao? Vợ tôi không ở đây, tôi sợ ai? Phải, vợ ngài không đến, nhưng cô ấy đang trên đường về nhà. Đúng rồi, cô ấy nhờ tôi nói lại, nếu ngài về nhà trễ hơn cô ấy, ngài coi chừng rơi đầu đó. Cô định gạt ai đây? Lúc nào Thí Tẩu mới đến vậy? Lúc nào Thí Tẩu mới đến vậy? Đầu heo, trư trư, đầu heo, đầu heo, cấp mô tinh. Ông trời phù hộ, ông trời phù hộ, ông trời phù hộ, cho con gặp lại Hồng Mai Ngạo Tuyết, cho con gặp lại Hồng Mai Ngạo Tuyết. Hồng Mai Ngạo Tuyết, Trư ca ca, mua về rồi nè. Thiên Tảo, Thiên Tảo, cô về rồi à? Cái này là cái gì vậy? Cái này có tên là âm dương lưỡng trùng thiên. Đàn ông chui vào có thể biến thành đàn bà, đàn bà chui vào có thể biến thành đàn ông. Hoàng hô, mau lên mau lên, mặc cho tôi chui vô để biến thành đàn bà đi. Hồ lô này nhỏ như vậy, làm sao chui vô được? Bộ Quỳnh xem tôi nè. Đủ lớn rồi, hay lắm, vậy là được rồi, hay lắm. Mau cởi trói cho tôi đi, tôi phải chui vào biến thành người đẹp, tôi phải gặp lá ngọc canh vàng. Mau lên, mau lên. Trư ca ca, cho muội nhìn mặt huynh cho kỹ nha. Thôi đi, thôi đi, đừng lằng nhằng nữa. Mau nhìn cho đã rồi cởi trói cho tôi, thời gian cấp bách lắm. Sâu lắm đó, chui vô đi. Trư ca ca, được rồi, huynh chui vô đi. Mau lên, mau lên. Đầu heo, tôi cho huynh hay, huynh phải tranh thủ đó, còn phải chui vô à. Thôi được, mau đậy nắp lại, tôi phải biến thành người đẹp. Được được, mau đậy nắp lại, tôi phải biến thành người đẹp. Tạm biệt. Hay lắm. Ê,
Trời ơi, tôi có đẹp không? Đẹp gì mà đẹp? Quỳnh làm tôi giật mình đó. Ghê gớm quá, y như lão yêu ngàn năm vậy. Chui vô đi, chui vô đi, chui vô, mau lên. Xin chào. Lần này chắc được chứ gì? Chào Quỳnh, lần này được chứ? Quỳnh mau chui vô đi. Quỳnh mặc ít quần áo như vậy, đừng nói là lá ngọc cành vàng. Tôi cũng bị Quỳnh làm cho đứng tim đó. Chui vô đi. Trời ơi, đại tỷ, một cô gái quá xinh đẹp. Trư ca ca, sao huynh biến thành đại tỷ của muội Tiết Cầm vậy? Gương mặt nó giống ai, miễn sao có thể biến thành đàn bà được gặp lá ngọc canh giang thì được rồi. Thôi được, thôi được, huynh bước ra mau, tôi cũng phải chui vô đó. Chúng ta cùng vào ải mỹ nhân. Sao hả? Tôi có xinh đẹp không? Có khiêu gợi không? Xấu xí quá. Quỳnh nói sao? Tại sao tôi vẫn là tôi vậy? Chuyện này là sao? Tại sao tôi vẫn là tôi vậy? Quỳnh không thấy sao? Bảo bối này đã đổi màu rồi. Phải đó, sao lại đổi màu vậy? Hình như đổi sang màu đen. Tại vì vừa rồi Trư Kaka đã biến 3 lần, năng lượng của hồ lô này đã tận dụng hết rồi. Do đó Quỳnh không thể biến thành đàn bà nữa. Vậy cô cho tôi biết, tôi phải chờ thêm bao lâu nữa? Phải chờ 9 lần 9, 81 ngày. Phải chờ 81 ngày à? Cũng do Quỳnh hại tôi. Đầu heo, xéo đi, đầu heo. Không phải tại tôi, không phải tại tôi. Vậy tại ai? Tôi không muốn đâu. Tôi đâu có muốn biến 3 lần. Tại cô ấy ép tôi thôi. Quỳnh làm gì vậy? Tôi trút giận không được sao? Chính nó đã chọc giận tôi. Quỳnh đập bể nó. Làm sao Trư Ca Ca biến lên thành đàn ông được? Hắn muốn biến như thế nào thì tùy hắn. Bắt mớ gì đến tôi? Đợi đã, tôi không cần biến thành đàn ông đâu. Nếu tôi có thể ở bên cạnh lá ngọc cành vàng, tôi chấp nhận cả đời làm đàn bà. Quỳnh, tôi không muốn nghe Quỳnh nói chuyện dư hơi. Tôi đi tìm lá ngọc cành vàng của tôi. Lá ngọc cành vàng, lá ngọc cành vàng. Trư Ca Ca, lá ngọc cành vàng. Chờ tôi với, chờ tôi với. Ải mỹ nhân, ải mỹ nhân. Đầu heo, đợi đã. Đầu heo, tôi có chuyện này cần nói với Quỳnh. Có chuyện gì nói mau. Đầu heo, chính Quỳnh làm hại tôi không được giải mỹ nhân, cho nên có chuyện này Quỳnh phải giúp tôi. Mắc mớ gì đến tôi? Chính các người ép tôi biến 3 lần. Mắc mớ gì đến tôi? Được, 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 Quỳnh có chuyện gì nói mau lên. Tôi cho cô hay, sau khi Quỳnh vào ải mỹ nhân, gặp được Hồng Mai Ngạo Tuyết yêu dấu của tôi, Quỳnh cho cô ấy biết tôi thật lòng yêu cô ấy. 3 ngày sau tôi sẽ chờ cô ấy ở bên kia núi. Tôi sẽ chính thức cầu hôn cô ấy. Tôi nhớ rồi, tôi nhớ rồi. Đi mau, đi mau. Đầu heo, Quỳnh nhất định phải giúp tôi làm chuyện này đó nha. Nếu Quỳnh không hứa, Quỳnh không đáng là huynh đệ của tôi. Quỳnh yên tâm. Làm phiền Quỳnh. Mời, đi. Tôi biến thành đàn bà rồi. Là người đàn bà thật sự đó. Không được rồi bậy. Tôi biết rồi, tôi là đàn bà. Đi. Đầu heo, làm phiền Quỳnh. Lá ngọc canh vàng, lá ngọc canh vàng. Trư Ca Ca, Quỳnh không nên lớn tiếng như vậy. Cô biết không, tôi không gặp được lá ngọc canh vàng, tôi đau lòng lắm. Quỳnh đừng quên thân phận của mình. Bây giờ Quỳnh là đại tỷ của muội Thiết Cầm. Tôi là Thiết Cầm, vậy thì sao? Đại tỷ của muội không la lối ôm sòm đâu, đi lại cũng không lớn bước như Quỳnh vậy đâu. Tôi biết rồi, tôi biết rồi. Vậy tôi sẽ để ý hơn. Đi. Thiết Cầm công chúa đến chơi à? Phải, tôi chính là Thiết Cầm công chúa. Sao các cô lại biết tôi vậy?
Công chúa hay nói đùa quá. Có lý nào chúng tôi không biết cô? Lạ thật. Chẳng lẽ đại tỷ từng đến đây sao? Quen tôi là tốt. Các cô có biết lá ngọc canh vàng ở đâu không? Quốc vương đang ở Hồ Nguyện Vọng. Công chúa đi thông thả. Chúng tôi vô bẩm báo đại trưởng lão. Không cần bẩm báo, chúng tôi tự đi được rồi. Có lý nào không cần bẩm báo? Sao họ quen tiếp cầm công chúa? Sao muội biết được? Nguy rồi, Trư ca ca. Vậy là huynh phải làm sao cho giống đó nha. Nếu không sẽ bị lộ tẩy đó. Tôi biết rồi. Chúng ta mau đến Hồ Nguyện Vọng đi. Muội có biết đường đến đó không? Tất nhiên rồi, huynh đi theo muội. Nguy rồi, Trư ca ca. Huynh phải nhớ đó nha. Đừng nên lộ tẩy đó. Tôi biết rồi. Đi. Hồng Mai Ngạo Tuyết không kịp tiếp đón Bông Tuyết Cầm công chúa tha lỗi. Không sao đâu. Thí Tẩu công chúa cũng đi chung à? Đúng vậy. Tôi gặp lại tỷ tôi trên đường đi. Đúng rồi. Sao chỉ có mình cô vậy? Lá ngọc cành vàng không thấy đến. Cô ấy không được khỏe cho nên không thể đón tiếp công chúa. Lá ngọc canh giang bị sao vậy? Có phải cô ấy bị bệnh không? Không sao đâu, lát nữa tôi kể cô nghe sau. Sao công chúa lại quan tâm lá ngọc canh giang quá vậy? Tôi nhớ cô ấy lắm. Đại tỷ tôi quan tâm đến sức khỏe của lá ngọc canh giang. Tỷ ấy cầu mong mọi người đều dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý. Đúng. Thí Tẩu nói đúng. Mời hai vị công chúa về trong đại điện nghỉ ngơi. Không. Chúng tôi không mệt. Đại tỷ, tỷ lặn lội từ xa đến đây, sao lại không mệt được? Đi. Hình như hơi mệt đó. Mời. Thiết Cầm công chúa, lẽ ra hôm nay đến ngày giao ngự dụng tiên đơn, nhưng tối qua xảy ra chút sơ suất nhỏ cho nên đã có phần chậm trễ. Nhưng tôi đã xử lý xong. Phiền hai vị chờ thêm vài canh giờ, tiên đơn sẽ được luyện xong. Tiên đơn gì vậy? Chẳng phải công chúa đến lấy tiên đơn sao? Đúng đó đại tỷ, thì đến đây để lấy tiên đơn kia mà. Phải, lấy tiên đơn. Tiên đơn gì vậy? Công chúa quên rồi sao? Tôi phụng mệnh của Thái hậu để luyện tiên đơn kia mà. Tiên đơn gì vậy? Cho ai uống? Có ngon không? Tôi không biết cho ai uống. Thái hậu phái cô đến lấy tiên đơn, chẳng lẽ không nói với cô sao? Có nói. Đại tỷ, tỷ quên rồi sao? Bà nội phái tỷ đến đây lấy tiên đơn. Đúng. Người phái tôi đến lấy tiên đơn, nhưng tôi không thích công việc này. Chuyện mà tôi muốn biết rốt cuộc là lá ngọc canh vàng như thế nào? Tại sao Thiết Cầm công chúa lại tỏ ra quan tâm lá ngọc canh vàng như vậy? Hai người quen nhau sao? Tôi... Chuyện là vậy. Đại tỷ của tôi nói lá ngọc canh vàng sắc nét hương trời, đẹp hơn tiên nữ. Đại tỷ tôi thích ngắm nhìn người đẹp lắm. Phải. Cho nên muốn gặp cô ấy. Thì ra là vậy. Nhưng hiện giờ lá ngọc canh vàng không tiện gặp người ngoài. Tại sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Cô nói mau lên. Đại tỷ... Người ta nói không tiện tức là không tiện. Sao tỷ hỏi nhiều quá vậy? Tôi... Hồng Mai Ngạo Tuyết, cô cho tôi hỏi lúc nào lá ngọc canh vàng mới có thể gặp người ngoài được? Phải chờ thêm 2 ngày nữa. 2 ngày. Chỗ này buồn chán quá. Tôi muốn ra ngoài dạo chơi một lát. Công chúa, cô không được khỏe à? Không có. Đại tỷ tôi nghe nói nữ nhiên quốc non xanh nước biếc, cho nên muốn tham quan đó thôi. Vậy cũng tốt. Tại vì phải chờ thêm vài canh giờ, tôi dẫn công chúa đi dạo chơi. Không cần đâu. Đại tỷ tôi sẽ quấy rầy cô. Tôi đưa tỷ ấy đi được rồi. Thôi được, hai vị cứ tự nhiên. Chào cô. Đi.